Bên tiếp tục là chia sẻ giao lưu với đây một cái cây chắc hàng bonsai nhưng mà ép cho cái chậu này là hàng loại hàng lớn quá anh em. Cây này phải nặng khoảng tầm 28 kg cỡ đó. Và cái gốc này rất là to và này là để lũa zin cho anh em dịch tự xử và về muốn thích thì sang chậu mới nha. Cây này ép nó thùng rồi. Đó thì giờ đo cho anh em xem. Đây. Chút nữa mình sẽ cắt mấy cái đây hết rồi mình đo đo cái thành tròn giùm. Chỉ đo hoàn toàn trên thôi, không cần phải đo hoàn toàn dưới luôn đâu. Không, đây nè, đo này. Thế nó mình không cần đo dưới rễ đâu. Đây mấy anh em, 65 mấy anh em. À, còn nếu mình muốn đo dưới đây nó thì thôi nó bự rồi, đo thử dưới, đo quanh rễ đế hết. Này mấy anh em, 94 nè. Sang dòng anh em xem nè. Đấy là cái đây là nó bự quá nó lọt luôn nhưng mà rễ đế nó xuống hết, hồi xưa mình ép á rễ đế nó xuống hết luôn nè, nhưng mà cái chậu này buộc gì anh em mới sang lại đấy. À, đập chậu mình sang thôi không gì hết, nó nằm là giót đọt luôn và lỗi nó nằm đây, lỗi đây, lỗi đây luôn, cục lỗi lớn đây nè. À, cái này là để zin cho mấy anh em mình thích chơi zin nè. Bây giờ là mấy anh em thấy không, cái này là vô thép lần hai nha mấy anh em. Cây này là rất là lớn nè, cái hòn nông dụng đo hòn trên này thử cho mấy chắc dây đàn hòn mấy em sung mà nó ra rất bự thôi. Ở trên đây là 50 nè, 49 nè, mình thấy không? Đó. To mấy em, bự lắm, chiều cao thử, chiều cao. Chút xuống chậu luôn. Chiều cao tầm khoảng 35 mấy anh em. Rồi chiều hòn từ đây qua đây thử gì. Qua đây luôn. Đó sơ sơ thôi cho anh em xem. Xuống xuống đây xuống. Chiều hòn gần 61. Rồi giờ quay cho mấy anh em mình soi nha. Lỗi đó nè. Cục lỗi nè. Cục lõi bự nè, không, lõi zin á, để yên cho mấy anh em không làm gì hết. Lõi này tay cành nó mà nuôi lớn cỡ đây thì mấy anh em mình thấy là lâu cỡ nào, thuần chậu ha, ép vô chậu luôn, rễ đây, rễ xanh hết, ôm hết tay nè, đây, rễ nó bám lên rồi nhổ lên mình vô nè, ép hết, đây do anh em mình vô chậu tròn tròn gì mình vô chậu tròn tròn cho nó xuống dưới cái đây nó phù hợp hơn, không sao hết. Là đây là mình ép đi để dễ dịch chuyển cho mấy anh em, anh thấy lụa không? Anh em là cần thì hỏi cho bonsai VN, số điện thoại Zalo là 0932411987 nha. Tác phẩm đẹp nè mấy anh em. Quay cho mấy anh em mình xem. Mình xem kỹ lần lần nữa nha. Cái này lặt lá là sẽ ra nứt ra đột non rất đẹp mấy anh em. Bây giờ mình quay thì để cho mấy anh em xem cho chứ không có lạc. Nó u bướu cục cái này để zin luôn. Thế là rễ non nó đây. Rễ non đó. Rễ non này thấy không? Mình thấy rễ đây dưới đây luôn, xuống đây luôn. Nguyên khói mà nè. Đã làm bonsai đó. Đây tạo tác. Còn anh em nào nếu thích đục đẽo tiện thì alo mình làm dù gì. Mà theo mình thì số anh em để zin gì thì hay hơn, vì chỉ cần tiện đơn giản thôi, thích gì là tự theo làm theo ý mình, không sao hết. Rồi đấy là ha. Rồi mấy anh em cần liên hệ với bonsai VN, số điện thoại Zalo là 0932411987 nha. Anh em là chốt cái này thì qua Tết anh em mình giao dịch đúng mùng 6 bonsai VN sẽ đóng hàng chuyển ha. Đó, tay cành ở đây. Đó, đó rất là hay, anh em mình thấy hợp ý thì alo ha. Rồi cảm ơn mấy anh em rất nhiều. Nhắc số điện thoại Zalo là 0932411987 nha.